Gì? Ê. Ha. À. Nè. Ăn chuối không? Ăn chuối đi. Ừ. Ăn đi. Ăn đi ngoan, tao nuôi luôn. Gì? Cái thẹt hoài. Phá hết hai cái bẫy rồi mới vô nè. Ừ, họ banh cái miệng bẫy hết qua bên kia giặt chết queo con chuột luôn. Bên kia ăn con chuột bên kia rồi hả gì ơi, qua đây, qua đây cái đè ra quất con bên đây giặt con đây chích ngắt. Lỡ mày thọt cái tay mày vô mắt tiêu cái tay mày luôn cho mày dễ thương. Ngoan đi, giờ tao nuôi. Thả yeah. Nó khả cái miệng nó ra mắc cử đau ruột luôn trời. Ôi. Trong đen. Nhìn mặt kìa. Nè, thứ tiên lại đưa tay vô. Nè. Lại đưa tay vô. Đưa tay vô nó cắn mắt tiêu cái tay luôn á, nghe chưa? Nghe không? Đúng vậy, ra đây xin đi qua đi lại nó cắn cục cái giò trên tiêu luôn. Thôi tiên dữ lắm á. Trộm mới dữ lắm á. Nè. Nè. Cắn. Nè. 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 Dễ thương quá. Nè. Mai mốt con hai mươi con về giờ dưới cho con trộm coi ăn con về đâu. Giờ không ai lấy cái bao chồng là nuôi con nó kìa, nuôi con nó dài quá. Nè. Nè. Nếm đuôi nè, nè. Nếm đuôi nè, nè. Nè. Woo. Hai, chắc bạn ra đây coi con tôm nha. Dữ lắm á. Đứng đây nè. Dữ lắm á. Thiệt tình trời. Nó lá đó. Còn dở là có hai. Ngoan đi, tao nuôi luôn. Ngoan thì nuôi nha chồng. Dở lắm á.